Chị làm ra phân biệt được một cái phân khối nào là phân khối nhị thức, một phân khối nào là phân khối hình học. Các bạn nam huy bật cam lên các bạn cả lớp luôn. Trời ơi, mình học online không bao giờ cô gặp mặt các em luôn á, cô không biết mặt các em, các em biết mặt cô chứ cô chả biết mặt ai hết á. Nên thôi mình cố gắng bật cam để mình tập trung mình học nha. Nè, giờ ai phân biệt cho cô này, cô cho điểm cộng này. Phân khối nhị thức với phân khối hình học nó khác nhau ở điểm gì? Bài trước quên trả lại cho cô hết bài hả? Alo, một sự im lặng đến đáng sợ vậy nè, không không nhớ cô nha, cô nhắc nha. Ai ai nhớ không? Ai nhớ không? Ai nhớ nhắc cho cô Huy nha, nhớ không Huy? Nhớ bài đặc điểm của nó hả Thì nhớ nói đi. Nhớ cô? thì Nhị thức là không có dạng x b được em cứ chưa? nói đi. Em cứ nói hết các bạn đừng tập trung vào cô. Em 2 phút thôi, Ok. em có nói em dùng cái kêu rồi. Không có gì đó, không có hình học. Không có cái âm. À, phân khối nhị thức có ký hiệu là XBNB hay số Ờ. N thuộc N, thì xét giải phân khối nhị thức tức là tính của nó là xét giải xác suất thành công trong mẫu phát thử kia là B, ký hiệu X là số lần thành công. Còn phân khối hình học á là mình xét cho tới khi là nó thành công thì thôi. Ừ, Tức đúng. là phân khối nhị thức nó sẽ có trường hợp là X bằng 0. Còn phân khối hình học thì sẽ bắt buộc là nó phải lớn hơn không, tại vì nếu như không xét thì không không có trường hợp thành công. Đó Yes, là đúng luôn rồi. mặt khác đầu tiên của phân khối nhị thức của phân khối Rồi. hình còn lại là Còn cái gì nữa không? phân khối nhị thức thì được xem là xấp xỉ với phân phối Poisson Poisson này, chắc như cái này cô chưa có nói. Đúng rồi. Em chỉ nhớ có nhiêu đó thôi. Ok, có ai đã gợi ý cho bạn không? Rất là good ha. Nói chung là bạn cũng đã nắm được cái phân phối đầu tiên của mình, đó là phân phối phân phối đầu tiên là phân phối distribution, thì ký hiệu là gì? Mình ký hiệu thì ký hiệu là tiếng Anh là gì ta? Một cô gái tiếng Việt mà ký hiệu của nó là x ngang b n và t. Mình phải tìm được hai dữ liệu đó là, và nó đếm cái này ít nè, cái này biến ngẫu nhiên ít nè. Ít nó sẽ đếm cái gì? Nói lại nha các bạn. Ít nó sẽ đếm cái gì nè? Hôm trước nè, ít sẽ là cái đếm cái. Ủa cái này không phải, cái này là phân phối. X là số lần thực hiện thử. À. Đây đây, ít là cái này nè các bạn. Là cái phân phối nhị thức, đâu phải số lần thực hiện cái thuật đâu em. Ít là số lần xuất hiện biến cố A, đúng không? Cho đến khi trong bao nhiêu lần thực hiện cái thử, hiểu không? Nè, cô có ghi nè. Ít là cái gì đây? Ok không? Đó, qua đây, cô tổng hợp cho các bạn. Là số lần xuất hiện biến cố A trong N lần thực hiện phép thử. Đó. Nhớ nha mọi người. Đây, cái tên của nó là
Ủa cái gì nhỉ? Cái này chắc để cô về nhà cô làm quá. Chứ dạ đây là hết giờ. Và cái N là thực hiện cách thử là đây. Còn cái P này chính là xác suất của PA. Rồi tập giá trị của X, range của X. Ai có nhớ không? Tập giá trị của X là cái gì? Ai nhớ không? Từ 0 tới vô cùng. À đúng. À, no no no, sao lại từ 0 đến vô cùng? Thì của X là B. N là số lần thử. À, bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi. Cái ai cho cô biết x có nhận giá trị như nào nè? X là số lần xuất hiện biến cố A trong N lần thực hiện thử. X là số lần mà các em, số học sinh đậu trong 30 học sinh. Vậy x nhận giá trị nào? Từ 0 đến N đúng không? Yes. Phải nhớ cái điều này. Khi thì các bạn mới tính xác suất, các bạn mới tính được vân 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 cho đến N. Đó là được cái hữu hàm. Đếm được. Rồi, cái hàm phân phối xác suất của nó là gì? Mass function là gì? Mass function là gì mọi người? Nhớ không? Phải nhớ những cái cơ bản này. X sẽ bằng x nhỏ đây, x nhỏ của mình là cái thằng này nè, với x nhỏ bằng 0 nè, với x nhỏ nè. X nhỏ này nó sẽ bằng 0. Sorry, số nó không đi, x nhỏ bằng 0. Hoặc là x nhỏ bằng 1. Đó, mấy cái giá trị có thể nhận là nó ký hiệu bằng x nhỏ. Còn x lớn này chính là ánh xạ hay là hàm số. Còn x nhỏ là cái giá trị của ánh xạ đó, là những cái giá trị có thể nhận nè. Đó. Vậy thì x ai cho cô biết công thức lại nè, nhắc lại nè. Bằng cái gì? Secan là B. Tổ hợp chập B của N. Tổ hợp gì? Tổ hợp chập B của N. Cô ghi cái em nhầm nhầm không? X nha. Tổ hợp chập X của N. Yes. Vậy thì cô N ghi là N C X được không? Thế cô không biết ghi trong này thì sao? Ok. Tổ hợp chập x của n nhân cho mọi người ơi, cô ghi dạy ổn không mọi người? Trời ơi. Dạ ổn cô. Ô nghe mọi người nha. Nhân cho giống trong máy tính. B mũ x. X nhân cho gì nữa? Quy mũ. Nhân cho 1 trừ b đi ha, quy chính là 1 trừ b. Ờ, 1 trừ b mũ. Mũ n trừ x. Yes. Mũ n trừ x. Trời ơi, cô ghi vậy không biết á. Hiểu không vậy trời? Cô không biết cách sao ghi sao luôn á. N trừ x. Mọi người phím tắt mũ là phím gì mọi người? Nó có cái ở dưới chỗ cái chỗ phông nó có cái x. Mình nhớ cô. Trên số 13 ở trên chỗ Times New Roman gì đó cô. Đấy hả? Đấy hả? À đúng rồi. Vậy thì cái này là mũ n trừ x, mọi người ok không? Đây là mũ x nè, cái này cảm ơn nè. B mũ x nè. B này b nhỏ nha mọi người, sao nó ghi b lớn vậy trời. Rồi ok. Còn cái này ký hiệu A, cái này vậy thì cô sẽ ký hiệu được. Là cái thằng này sẽ là C N X, ok không mọi người? Hình như nó bị lệch rồi kìa cô. Công thức này đúng không mọi người ơi? Có nhớ công thức không? Với x là chạy từ máy đến máy thôi. Không đến N. Yes, x này chạy từ 0 đến N. X này chạy từ 0 đến N, nhớ nha. X này chạy từ 0 đến N nha. Rồi. À, kỳ vọng vương sai của nó, cái bản phân phối xác suất thì cô khỏi nói đi. Rồi nhớ kỳ vọng ex, nhớ mấy cái này. Rồi vx vương sai, kỳ vọng là cái gì đó, mấy cái này một phân phối là phải nhớ cái này.
số thứ tự số số 1 tìm. Kỳ vọng của thằng này là gì các bạn? Trời ơi các bạn ơi, các bạn ơi. N nhân B. Còn phương sai. N nhân P nhân 1 trừ 1 trừ P, yes, đúng rồi. Rồi tôi nhắc lại đó ha. N đây nhỏ nhỏ. Rồi, tiếp theo cái phân phối hình học. Ai nhắc cho cô Phu những cái đặc trưng cơ bản của phân phối hình học? 4 cái đó cho cô là cô cho điểm cộng nè. Phân phối hình học. À, nhắc cho cô được bốn mấy cái đó, cái nhắc cái nào cũng được hết, nhớ cái nào nhắc cái đó. Distribution thì các bạn tự bỏ vào nhé. X là số lần thử nghiệm để cần thiết để có được sự thành công, đó là định nghĩa của X. Nó cộng với hai. Ai à, X là cái gì? Số lần thử nghiệm. Số lần gì? Hai thử nghiệm. Số lần thử nghiệm cần thiết để có được thành công. X is a number of experimental successful hay sao? Mình nói tiếng Việt trước đi, rồi tiếng Anh cũng tính sau. Ít là số lần để thực hiện cái phép thử để đạt để được kết quả là thành công. Để đạt kết quả thành công thì dừng lại. Yes, thì dừng lại, chính xác, đúng rồi à, các bạn. Rồi cảm ơn Huy. Cái phân phối này nó khác với phân phối nhị thức chỗ nào? Nó bắt đầu từ số 1. Nó bắt đầu từ giá trị là lần 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 1 và nó không không nhận số 0. Tại sao vậy? Tại vì phải thử thì mới thành công, không thử thì đâu thành công được. Yes, chính xác luôn. Rồi, cô cảm ơn em. Cái này nó hơi không được đẹp lắm nha. X này là đếm số lần xuất hiện biến của A trong N là một điểm thử. Còn cái phân phối học của mình là gì? Đếm số lần thực hiện phép thử cho đến khi thằng biến của A xuất hiện thì dừng. Giống như việc là đếm số lần em học và thi cho đến khi em đậu thì dừng. Đúng không? Nó khác nhau các bạn. Vậy thì cái thằng này, ít này ký hiệu là gì? Phân phối là dấu ngã nha. Dấu ngã là có phân phối. Hình học là ký hiệu chữ G nha. Với xác suất là P là cái xác suất, đây là cái xác suất dừng đó. À, cái PA của mình đó, là xác suất dừng đó. Đó, B. Vậy thì X này nè, nó sẽ là cái gì nè? Ôi trời ơi, trước cô giảng là cô không có xóa, nhiều nó ghi quá. Trước là cô ghi nè, X là xác suất để mà, à, cái này không phải, cái này là gì? Ai đây, đây, X là được, à, thì stop. À. Cái này cô sẽ gửi file cho các bạn nha, cô tổng hợp. Ôi, gì kìa. Cô đang nhắc lại cái phân phối cũ để mình có một cái gọi là cái nhận biết ở trong đầu đó. X là either a number of, lúc nào cũng the number of với các bạn, tại vì đây là biến ngẫu nhiên rời rạc, mà the number of của cái thằng phép thử nha, đó chứ không phải của biến của A nữa, mà đến khi biến của A, đến khi mãi đến khi nào mà biến của A dừng là có xuất hiện thì dừng. Các bạn hiểu ý không mọi người? Hiểu ý chỗ này không? Cả lớp có hiểu ý chỗ này không? Chưa hiểu cô. Mấy bạn khác thì sao? Cả lớp mình im lặng quá, với lại cũng không bằng cam, cô không biết bạn có tồn tại ở đó không? Cô chỉ biết là các bạn Nam với bạn Huy thôi à. Những bạn khác thì comment nha, không nói tiếng thì comment nha. Rồi, vậy X nhận giá trị nào? Mình thực hiện cái thử cho đến khi xuất hiện biến qua đang thì dừng. Thì tất nhiên lần đầu thật thì các bạn phải là có 1 đúng không? 2 cho đến N hay là đến bao nhiêu các bạn? N lần. No. B lần. No. Giờ em phải làm cái bài practice 2 của cô cho đến khi nào đạt 9 điểm thì thôi. Có bạn hồi đầu năm đến giờ không đi học.
thì bạn cũng làm hoài, bạn cũng không được 9 điểm đâu, 10 điểm đâu. Thì có hại đến vô cùng. Ok không các bạn, nhớ nghe. Được không? Nhớ không các bạn, cô nhắc rồi nè. Rồi T. Rồi cái hàm phân phối xác suất của nó là cái gì nè? X bằng bằng cái gì? Anh nhớ là cô. Cái cuối cùng thì dừng là cuối cùng là xuất hiện biến của A, là cuối cùng là P. Còn lại là cái gì? 1 trừ B mũ gì? 1 trừ B mũ mũ K trừ 1 mũ X trừ 1. Yes, hay này là K đi cũng được, thì K trừ 1, chính xác. Hiểu hiểu chỗ này không mọi người? Tại cái tài liệu của em nó ghi chữ K rồi nè. Ok, không sao, không sao em. Rồi, ok. Chắc là cô phải ghi cái phông chữ này là phông chữ 12. Chứ nó... Thôi kệ đi. Các bạn có coi được không? Rồi cô sẽ sửa lại cái file này rồi cô gửi cho các bạn nha. Rồi, kỳ vọng có Phương sai. Nhìn tài liệu các bạn. Một phần B. Còn Phương sai. Một phần B bình trừ một phần B. Cái gì đúng rồi. Một trừ B chia cho B bình. Chính xác. Rồi B chia cho B bình. Ở hiện nó cũng là một phần B bình trừ một phần B mà. Một phần B bình. Ờ cô không biết, nói chung là các bạn cứ làm ra đi. Tự bạn. Sorry em. Nói chung là cô nãy cô thấy nó hơi đà. Sorry. Giờ các bạn nhớ cho cô phân phối thứ ba là phân phối Poisson. Tại ba phân phối này là ba phân phối quan trọng hay gặp nha. À, còn cái thằng nhị thức âm với lại cái thằng quên tiêu siêu bội thì cô sẽ nói sau. Đây, nhị thức âm và siêu bội là cái này cô nói sau, tại mà nó ít gặp hơn, nhưng mà cũng sẽ bạn em học công nghệ thông tin thì cũng sẽ gặp. Còn ở hồi xưa cô dạy ở trường giao thông, dạy học ba phân phối chính là nhị thức, hình học và Poisson. Vậy thì giờ chúng ta đi qua Poisson nha. Nè Poisson nè, Poisson thì cái x này nó sẽ là đếm, cũng là bằng đếm cái sự kiện trong một cái quá trình Poisson, hay mình nói đến số sự kiện trong một cái khoảng thời gian hoặc khoảng cái gì đó. Đó equal thì thay vì là y cho nó dễ hiểu. The number of là số nhiều, số ít, ta cô ghi y vậy có đúng đúng ngữ pháp không? Đúng không? Đúng không? Ừ. Bình đồ quan tâm rồi đó. Là cái số sự kiện nha xảy ra trong một cái quy trình Poisson hay là một trong một cái đơn vị thời gian. Cái này em có thể hiểu nôm na là trong một khoảng interval. Có ghi gì đúng không? Thời gian. Được không cả lớp? Cô ví dụ nè. X là biến ngẫu nhiên chỉ cái số người lên xe buýt từ 7 đến 8 giờ. X là biến ngẫu nhiên chỉ số cuộc gọi đến vào ngày hôm thứ hai. X là biến ngẫu nhiên chỉ số mà khách hàng vào siêu thị tầm khoảng từ 5 đến 6 giờ sáng, 5 đến 6 giờ tối. Đó, vậy thì X đếm số sự kiện. Sự kiện ở đây là cái gì? Sự kiện là những cái gì như là số người, số lần, số đường sợi dây gọi đến. Hoặc là X là đếm số mà sinh viên lên xe buýt ở cổng trường FPT lúc 7 đến 8 giờ sáng. Kiểu như vậy á, thì nó sẽ có phân phối Poisson. Vậy thì X sẽ có phân phối Poisson thì nó sẽ ký hiệu bằng chữ P và nó phụ thuộc vào một cái tham số là lambda. Lambda bây giờ cô sẽ ghi ký hiệu bằng chữ này. Chứ không là cô chết. Ký hiệu bằng cái chữ lambda, các bạn biết chữ lambda không? Dạ.
cô dạy cô lên có... cô lên Google search cái ký hiệu trong cô copy vào cô vậy hả được. Em gửi cho cô trong trong kênh chat vậy hả, nhưng mà copy qua có được không? Không không được rồi, thôi rồi. Dán không được, dán nó cái ô vuông à. Ok, vậy thì cô sẽ viết bằng cái mực này thì các bạn thông cảm nha, cái file này gồm hai loại bút nha. Rồi. Cái máy cô nó hay bị vậy? Nó hay bị quay quay vậy các bạn, không biết vì sao. Mắc bút này em giá cô lựa cái cũng được cô. Làm đà bao nhiêu? Rồi. Nó phụ thuộc vào sân tham số lambda. Lambda này là cái gì thì tí này bạn học. Lambda này chính bằng là x luôn. Và cái phương sai này cũng chính bằng lambda luôn. Một hình theo cô nhớ không nhầm nha. Rồi, x này nhận giá trị bằng mấy? Chỉ từ 0 ta nói đếm số sự kiện nha, đếm số sự kiện, thử suy nghĩ đếm số sự kiện. Các bạn ơi, các bạn lớp mình cũng suy nghĩ cùng luôn các bạn. Các bạn không, hiểu không tới vô cùng. Đếm số sự kiện không tới vô cùng. Vô cùng không em? Vô cùng chứ, tại vì cô đâu có biết là trong khoảng thời gian nó sẽ ra bao nhiêu sự kiện. Yes, chính xác, đúng rồi, chính xác. Rồi ai trả lời vậy? Huy à? Rồi Huy, lớp mình á, chắc cô dạy một mình Huy à. Huy, trời ơi, các bạn khác thì sao? Các bạn khác không lên tiếng. Rồi, ít này nhận giá trị là có thể là trong lúc 7-8 giờ sáng đó không có bạn nào lên xe buýt, đồng ý không mọi người? Có thể một bạn lên xe buýt và có thể có rất là nhiều bạn lên xe buýt mà cô không đếm hết được. Cả lớp đồng ý không? Cô vô cùng nhanh khỏi rồi. Rồi, và cái hàm phân phối xác suất của nó hôm trước mình học rồi. X sẽ bằng K đi. K nó sẽ chạy ở đây nha các em. K nó sẽ chạy từ 0 đến vô cùng nha các em. Này. Ghi như vậy các bạn hiểu không? K nó chạy theo cái giá trị của x nha. K nó sẽ bằng từ 1 phải chấm 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 cho đến vô cùng. Là K nó sẽ nhận tập hợp tất cả các giá trị của x. Rồi, cái này bằng gì? Ai nhớ công thức không? Cô sẽ điện thoại. E mũ trừ lambda nhân lambda mũ K trên K giao thừa. Yes. Rồi các bạn phải nhớ công thức đó chứ vào phòng thi không ai chỉ cho các bạn đâu nha. E mũ trừ lambda. Vô hồn thi gặp con này em bỏ mà cô em nói làm. Không, con này dễ mà em đừng có bỏ nghe. Để cô chỉ cho cách nhớ. Con này dễ nhất luôn thế giới luôn á. E mũ trừ lambda nhân lambda mũ K chia cho K giải thừa. Đó. Với K của mình á là chạy từ máy đến máy. Chạy từ 0 cho đến đâu? Vô cùng. Cô ghi như vậy các bạn hiểu không? Cái ghi dấu ngang nó hiểu không? Cô ký hiệu toán học mà ghi ngang như vậy có nghĩa là 0, 1, 2, 3, 4 cho đến vô cùng hả các bạn? Ok không mọi người? Dạ ok cô. Rồi, vậy thì giờ cô ví dụ lại một cái thằng Poisson cho các bạn hiểu. Nè, bạn hiểu Poisson là bộ 2 nè. E mũ lambda nhân lambda mũ k chia k giải thừa. K ở đây từ 0 cho đến vô cùng. Đó. Và lambda này một số lớn không, cô ký hiệu lại lambda là một cái số lớn không. Đây là một phụ thuộc vào một số lambda. Và chúng ta sẽ biết rằng là kỳ vọng và phương sai của nó đều bằng lambda. Nhớ cho cô cái này nha. Cô đang ôn tập lại cho các bạn đó. Lambda đây lớn không? À. Và bản chất đây chính là lambda, nó chính là cái giá trị trung bình của cái biến ngẫu nhiên luôn đó. À, vậy cái đề á, không bao giờ nó cho em lambda đâu, mà nó đề nó sẽ cho là trung bình số sinh viên lên xe buýt và trong khoảng từ 8 đến 9 giờ là 10. Vậy bạn phải hiểu là Ex bằng 10. Và lambda ở đây chính bằng 10. Cả lớp hiểu ý cô không? Ít khi nào mà đề nó cho sẵn em lambda bằng một con số nào đó, mà nó sẽ cho thông qua một cái lời văn là giá trị trung bình của cái việc số cuộc gọi trung bình gọi đến trong một tuần đó là 130 cuộc, vậy lambda chính là bằng 130. Và em ráp vào đây. Ok không cả lớp? Hiểu ý cô không? Cô chết rồi.
Không biết là xíu nữa cô enter cái bảng này xuống thì cái máy cái chữ của cô nó có xuống không, hay là nó vẫn giữ nguyên ở vị trí đó. Nếu mà giảm vẫn giữ nguyên ở vị trí đó là xong chim rồi. Vậy sẽ enter nha. Nó có đi không ta? Enter về cái này. Ôi chết cô rồi. Ở đây cũng đi rồi đúng không? Vậy cái bảng này con thể di động được ư? Buồn thế. Lỡ như vậy nó đi rồi. Rồi kệ đi. Vậy thì giờ cô sẽ tí nữa cô sẽ đánh máy lại ha cho các bạn nha. Rồi giờ mình qua cái Poisson nè. Poisson là đếm số sự kiện xảy ra trong một cái khoảng đơn vị thời gian hoặc là trong một cái chu trình Poisson, và hồi nãy cô cũng đã thống kê hàm mát function rồi. Giờ chúng ta đi qua ví dụ nha. Ví dụ này, đọc cái thằng này nè các bạn. Cô phân tích cái bài này nè các bạn. Này cô giảng lại bữa học bù á, có nhiều bạn không học á. Rồi, cái phần của Poisson nè, ví dụ phần của Poisson. Rồi các bạn đọc đề đi. Cái đề nó hơi dài dài nhưng mà các bạn hiểu là quá trình sản xuất một cái đĩa CD á, mình hiểu nôm na là vậy đi. Cái contamination là cái gì mọi người? Gì quên mất tiêu ta? À cái chất bẩn hoặc cái lỗi gì đó là một cái vấn đề trong cái việc sản xuất cái đĩa CD. Thì cái số mà cái hạt bẩn á nó xảy ra trên cái đĩa này thì cái số hạt á nha, cái số hạt á nó xảy ra trên cái đĩa này cũng là một cái đoạn đơn vị thời gian hoặc không gian gì đó, là một cái phân phối Poisson. Vậy các bạn nhớ nè, the number of nè, đây. Cái chỗ này là nó đã có cho cái đề của các bạn đọc vào, là các bạn thấy cái đề là the number of là hiểu là hàng rời rạc rồi. À, nhớ cho cô sau này mình học mới học chương 2 thì nó sẽ là có từ the number of, chứ qua chương 3 nó không có, không bao giờ xuất hiện từ the number of đâu. The number cái thằng hạt, cái hạt chất bẩn. Cái này là cái biến cái đừng cái event của mình đó mọi người, cái event của mình nè. À event của mình này là xảy ra trong một đơn vị thời gian hoặc không gian chính là cái thằng đĩa CD này. À cái đĩa CD này đó thì nó có phân phối Poisson đó, nó y chang cái mình học không, cái mình học là gì, cái số sự kiện xảy ra trong một đơn vị thời gian, cái số event này, số sự kiện xảy ra trong một khoảng đơn vị thời gian hoặc không gian đó đó các bạn nhớ nha. Rồi đơn vị là thời gian hoặc không gian. Vậy thì giờ á người ta nói rằng là trung bình đó không, người ta cô nói là người ta không bao giờ cho em lambda bằng bao nhiêu đâu, mà người ta chỉ cho em rằng là trung bình cái số hạt bị nhiễm bẩn trên cái đĩa CD đó là bằng bao nhiêu thôi, để từ đó mình suy ra lambda, tại vì mình đã học cái phân phối Poisson là Ex bằng lambda rồi. Vậy thì giờ bạn thấy nè, à cái từ này là từ trung bình, khi mà đi thi thấy cái từ này là phải hiểu ra vấn đề là trung bình cái số hạt bị nhiễm bẩn trên một cái cm vuông là 0,1 đúng không? Vậy mình có Ex chưa? Vậy thì cái đề này đặt ra này, mình có Ex, mình nói x luôn, Ex là bằng cái gì, 0,1 đúng không? Tại vì Ex bằng lambda, tại vì trung bình là Ex mà x bằng lambda, nhớ không? Hồi nãy trong con công thức của mình là Ex bằng lambda, mà giờ người ta cho chính là bằng bao nhiêu đây? Bằng 0,1, ok không mọi người? Nhưng mà trong này là trong một cm vuông. Còn bây giờ người ta nói là trong cái một cái khu vực của mình gồm 100 cm vuông thì cái này mình nhân bao nhiêu? Bằng mấy? Hỏi một bạn có tập trung không nha?
Phúc Thiên. Dạ. Alo. Bằng bao nhiêu? À, bằng 10. Cái 10 này là 10 hạt. 10 hạt mà 10 hạt bị nhiễm bẩn. 10 hạt bị nhiễm bẩn á các bạn. Đó, đến đây hiểu không cả lớp? Ôi cô sao đi. Mọi người comment đi, cô mỗi lần cô hỏi mọi người tự comment đi mọi người để cô biết, cô dạy mọi người, tại vì lớp mình có một hai bạn tương tác còn lại là im lặng cô không biết á. Rồi, đây là mình đã tìm được trong cái thằng phân phối boson, cái lần lambda mình đã tìm được là có tất cả. À, lambda mà mình biết là mình biết tất cả rồi. Thì giờ mình biết tất nhiên là mình nếu mà phân phối boson á, ít nó có phân phối boson á, phân phối boson á với tham số lambda á, là bằng 10 rồi á, thì x này nhận những tập giá trị có thể nhận của x mình cũng biết luôn á, là từ 0 đến vô cùng rồi. Mình phải biết được điều đó nha. Chứ không biết được điều này thì không làm ăn gì được nha. Đây, cái này mình biết. Và mình phải nhớ luôn cái công thức là xác suất của x sẽ bằng x nhỏ. X nhỏ đây là 0, 1, 2, nó sẽ bằng E mũ trừ lambda nhân xuống vậy là quay lại là làm sao ta? À, mình quay lại mình xuống mình bỏ cái đó đi là mình làm sao, mình ấn vào đây lại hả em? Cần chân giác rồi. Nhân lambda mũ mũ ít và tất cả hàng này chia cho cái gì? Mình học là mình phải nhớ nha. Mình nhớ cái này nha. Tất cả hàng này chia cho cái gì? Chia cho x gia thừa. Đó, mình phải nhớ này. Không nhớ cái này không làm được nha. Rồi, vậy thì mình đến đây rồi nè. Đến đây rồi nè. Mà giờ người ta yêu cầu câu đây là câu hỏi nè mọi người. Câu này là câu hỏi, question. Tìm cái xác suất để có 12 hạt. Vậy thì ít bằng bao nhiêu? Cái này đề nó cho sẵn luôn. 12 thôi. Yes. Vậy thì giờ mình đi tìm cái câu hỏi của mình á, cái answer của mình á. Cái câu hỏi của mình trả lời nè. Là xác suất của ít bằng 12 thôi chứ có gì đâu. 12 thì sẽ bằng cái gì? E mũ gì? Trừ lambda, đây là trừ 10. Trừ 10 rồi sao nữa mọi người? Nhân 10 mũ 12 rồi. Nhân 10 mũ 12 chia cho gì? 12 giá thừa. Yeah, chia cho 12 giá thừa. Rồi bấm máy tính giùm cô. Đó bao nhiêu? Còn bao nhiêu các bạn? Nó chắc chắn cũng sẽ không phải làm tròn 4 chữ số thập phân nha. Bấm máy tính đi một bạn ơi, các bạn ơi bấm máy tính giùm cô, ví dụ các bạn khác vào không? Thì bấm máy tính giùm cô đi. 0.094. Ờ, không phải 0.094, cảm ơn em. Cái máy nó bị đơ tí. Rồi, 0.094. Vậy thì thay vì cô nói là có 12.094, thay vì cô câu hỏi này là cái câu hỏi là có 12 hạt, là một câu hỏi dễ. Bây giờ cô đổi thành một cái câu B. Đây là câu A đi. Câu A. Nè. Đây, xuống đây, giải nè. Đó, cái bài giải của mình là đặt x. Nhưng mà trong cái bài trắc nghiệm thì thôi, khỏi đi. Đó. Cô B giờ cô không tìm 12 nữa, mà cô là tìm more than thì làm sao? Mười hai hạt.
Làm sao mọi người? Cả lớp. Lấy 1 trừ đi xác suất của cái từ 1 đến 12 hả cô? Tại sao em lại làm? Dạ, giờ nha nha. Cảm ơn Nam. Đây chính là xác suất more than, có phải more than là lớn hơn hoặc lớn hơn bằng. Có phải xác định được dấu bằng, tại vì chỉ cần thu một dấu bằng em không có là đã sai rồi. Tại vì biến ngẫu nhiên rồi ra và xác suất tại một điểm nó có giá trị. Em phải xác được more than có lớn hơn có bằng không? Lớn hơn ạ. More than lớn hơn có bằng không cả lớp? Dạ không có. Vậy thì không có thì giờ từ từ bình tĩnh hãy làm Nam. Tại vì nhiều khi mình làm biến có đối á, mà của cái thằng rời rạc này mà mình không ghi cái đầu tiên ra, đôi khi mình mất cái trường hợp bằng á. Đó nè. Đó, nên cô cẩn thận, cô ghi ra là bằng xác suất, nên là ít. Ít đây nha, biến có đối của phải nó phải nhỏ hơn hoặc bằng không? Đồng ý không mọi người? Dạ, đồng ý. Nhỏ hoặc bằng thì bạn phải nhớ là nhỏ hoặc bằng thì có bao nhiêu trường hợp? Mười nhỏ hơn 12 thì phải nhớ là có số 0 nghe. Có bao nhiêu trường hợp đây? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 luôn. Có phải là có 13 trường hợp không? Em thiếu trường hợp không là em sai. Phải không? Phải có phải đây là em chính tính bằng xác suất của x bằng không? Cộng cho đến là 12 không? Hiểu không cả lớp? Rồi bằng. Cái này bấm máy tính được nha. Các bạn bấm máy tính giúp cô này, tổng sigma y cho x đi, x nhỏ, x này x nhỏ nha, x này x nhỏ, x nào còn lại, x này là x lớn nha. X nhỏ này sẽ bằng 0 cho đến 12. Bấm máy tính giùm cô nè. Của e mũ trừ gì? Trừ 10 là lambda nhân cho 10 mũ y chia cho y ra thừa. Cái này bấm được bằng một con số. Tại sao cô phải đưa về biến cố đối mà cô không dùng thằng lớn hơn 10, oh sorry, lớn hơn 12 ngay chỗ này mà cô phải dùng biến cố đối vậy? Các bạn hiểu ý cô không? Tại sao cô, thằng nhị thức cô có thể bấm máy tính được mà thằng này cô bấm máy tính không được? Vì nó đến vô cùng. Yes, tại vì 12, lớn 12 là từ 13 đến vô cùng, nhưng bắt buộc bài này mình phải đến biến cố đối. Thằng hình học với lại cái thằng boy son là phải dùng biến cố đối nếu trong trường hợp nó lớn hơn. Cả lớp hiểu ý cô không? Oh sorry, cái này là ít chứ không phải là y. Cái này là ít tại vì mình không... Bấm máy tính là nhiêu? Như vậy? Tất nhiên sẽ là 0 chấm mấy đó, chứ không thể nào là 1. Xác suất bài của em phải là 0 phải mấy nha. Nó là xác suất là một con số từ trong đoạn từ 0 đến 1. Đó. Ui, hồi nãy giờ mới học có một cái phân phối là hết giờ rồi các bạn. Nhanh lên các bạn. 0.2084. 0.2084. Rồi các bạn hiểu cái phân phối Poisson này chưa? Để chúng ta giờ đi qua phân phối nhị thức âm. Cô nhắc lại cái phân phối nhị thức âm. Hiểu chưa đã? Không hiểu. Mọi người comment cái mức độ hiểu hồi nãy giờ, hiểu bài của các bạn cho cô đi. Rồi, 0.7, 0.8. Em về em coi lại video là em hiểu nha các bạn. Cô cũng biết rằng là học cái online đối với môn này cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà không còn cách nào khác. Thì giờ các bạn về nghe những lời cô giảng trong cái video này để mà hiểu. Ok không mọi người? Được không cả lớp? Mình về mình nghe lại video này nha. Ok, cảm ơn lắm. Rồi, phân phối nhị thức âm nè. Giờ cô nói lại luôn nè. Giờ là kêu coi như là học lại từ đầu. Yêu lại từ đầu mọi người ơi. Đó, phân phối nhị thức âm thì cô sẽ giảng đây này. Vậy thì giờ mình sẽ đọc một bài này, làm được một bài này rồi nghỉ nha. Để cô ra được cái công thức của phân phối nhị thức âm nha. Đây là một cái ví dụ về mà giả sử rằng cái xác suất để một cái để mà truyền một cái bit thông qua một cái kênh truyền kỹ thuật số
mà nó nhận được mà bị lỗi là 0,1. Nhớ nha, nó bị lỗi là 0,1. Đó, nó bị lỗi là 0,1. Giả sử rằng cái kênh truyền này, những kênh truyền này độc lập với nhau, đặt ít là biến ngẫu nhiên chỉ số bit mà được truyền mãi cho đến khi có 4 bit thành công. À, ít là cái số bit được truyền mãi cho đến khi có 4 cái lỗi xảy ra. Vậy các bạn có thấy na ná gì với phân phối mình đã học không? Các bạn có thấy na ná gì với phân phối mình đã học không? Ai biết cái phân phối na ná gì với phân phối mình đã học cho điểm cộng? Phân phối hình học hả cô? Yes! Nếu như ở đây là số 1 thì có phải là phân phối hình học không? Dạ. Yeah. Hiểu ý không? Nếu ở đây là số 1 nè, ít là biến ngẫu nhiên chỉ số bit truyền mãi đến khi xuất hiện một lỗi thì dừng, thì đó là cái biến hình học. Ok không? Nhưng thằng này là đến 4 lỗi thì dừng thì nó sẽ là phân phối nhị thức âm. Tại sao là nhị thức âm thì cô giảng nha. Tại sao là nhị thức âm thì cô giảng nha. Rồi, vậy thì các bạn xuyên xuống đây là số, đây cũng là ít là biến ngẫu nhiên chỉ số thực hiện phép thử luôn, mãi cho đến khi có biến cố A thì dừng. Nhưng mà bao nhiêu biến cố A? Copy thằng này qua đây. Đó, mãi cho đến khi có R biến cố A thì dừng. Và cái ẩn này là cái ẩn quan trọng của mình, là R, là trong trường hợp bài của mình R bằng mấy? Bài của mình R bằng mấy cả lớp? Có 4 lỗi. Vậy thì R bằng mấy? Bằng 4. Yes, R bằng 4. Các bạn hiểu ý không cả lớp? Rồi, nó nhị thức âm, nhị thức thì ký hiệu là B, nhị thức âm thêm negative, thêm từ negative nữa thì là BNB. Và có tham số ở đây là thêm R và thêm cái thằng P. P chính là cái xác suất mà xảy ra biến cố A. À, B. À, vậy trong bài của mình á, vậy thì các bạn cho cô biết giá trị của x của mình nó sẽ nhận nó đi từ mấy đến mấy? X là biến ngẫu nhiên mà chỉ số lần thực hiện cái thử cho đến khi xuất hiện R biến cố A. Vậy thì x sẽ nhận giá trị là từ mấy đến mấy? Ai cho cô biết? Có điểm cộng? Vẫn là 1 tới vô cùng. 1 hả em? 1 tới vô cùng. Suy nghĩ lại đi, phải 1 không? Từ R tới vô cùng. Yes. Có phải là x là biến ngẫu nhiên chỉ số lần em học bài thi cho đến khi nào mà em cái này không được. X là biến ngẫu nhiên chỉ số số bit truyền qua cho đến khi mà xuất hiện 4 bit bị lỗi thì dừng. Ví dụ như xuất hiện mà bit thứ nhất bị lỗi thì đi tiếp. Xuất hiện bit thứ hai bị lỗi thì đi tiếp. Xuất hiện bit thứ ba bị lỗi thì đi tiếp. Xuất hiện bit thứ 4 bị lỗi thì dừng. Các bạn đồng ý không? Vậy có phải là các bạn có ít nhất 4 lần phép thử không cả lớp? Hiểu ý không? Vậy thì cái này nó bắt đầu từ R đến R cộng 1 cho đến bao nhiêu? Các bạn hiểu chỗ này không cả lớp? Để hiểu cô. Ờ, rồi giờ cô đi chứng minh cái thằng xác suất thì cái thằng này là xác suất của x bằng k là bằng bao nhiêu này? Bằng k là bằng bao nhiêu này? Đó, bây giờ mình đang đi tìm. Vậy bài này nó rất là hay các bạn. Cô không biết là sau này các bạn sẽ gặp nó là như thế nào. Sau này mình học lên trên cái môi trường IT thì nó sẽ xuất hiện phân phối này không? Nhưng mà bài phân phối này phân phối siêu hay, cô phải giảng cho các bạn để các bạn hiểu. Vậy bây giờ này các bạn ơi, các bạn coi như là không ghi bài gì hết, nghe cô giảng xong hiểu cái ví dụ này để ra được cái xác suất công thức, mình nhớ được cái công thức của cái xác suất đó nhị thức âm là ok. Vậy cái bài của mình hồi nãy á là nó yêu cầu là x là biến ngẫu nhiên chỉ số bit mà truyền qua cái kênh truyền đó cho đến khi máy bit bị lỗi thì dừng. Có phải là 4 không? Bố bị lỗi dần đúng không mọi người? Đúng rồi. Ok.
Vậy thì câu của chúng ta, người ta yêu cầu là tính xác suất để mà ít theo sau, à ít xác suất mà liên quan đến ít có thể là 4 được theo sau như sau. Người ta yêu cầu các em tính xác suất để ít bằng 10. Ít đây có thể nằm giá trị từ máy đến máy, thay vì 10 thì cô đề cô cho có thể từ máy đến máy cả lớp. Số 10 này còn cô có thể biến đế chế lại thành hàm số máy. Ai biết? Có phải tập giá trị của ít không? À, tôi biết anh. Thì có phải là K này chính là tập giá trị của ít, nó chạy từ R đến vô cùng không? Vậy thì ngay chỗ này nè, cái xác suất nè, ít nhận giá trị đây là có thể ít nhất là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến vô cùng. Và cô ngay giờ giờ cô yêu cầu là tính xác suất để có 10 cái lỗ, tính xác suất để có mà. Trong trường hợp này tính xác suất để có 10 lần thực hiện phép thử mà có 4 cái lỗi xảy ra. Ít là số lần thực hiện phép thử để mà, ít là số bit này mọi người, hay là số lần thực hiện phép thử mọi người, để mà có 4 lỗi. Vậy trong trường hợp này ai đọc cho cô được cái câu này, lời văn câu này cô cho điểm cộng. X bằng 10 là gì? Xác P của X bằng 10 đặt là gì? Mười là xác suất chính xác 3 lần lỗi xuất hiện. Không, cái này là trong sách giáo khoa. Nghỉ sớm em nhưng mà về coi video nha. Cái bài này rất quan trọng, cái bài này là trong sách giáo khoa. Nên cô ghi bằng tiếng Việt luôn nha. Là xác suất để có 10 bit. 10 bit. Mà tại nó vì ít là số bit mà, các bạn nhớ không? Ít là số bit mà, đúng không? À. Vậy thì đây là xác suất để có cái 10 bit được truyền. Được truyền cho đến khi xuất hiện 4 lỗi thì dừng. Stop. Ok không mọi người? Chỗ này hiểu không? Hiểu chỗ này không đã? Hiểu vậy? Hiểu. Các bạn khác nhắn cho cô hiểu cái dòng, cần cái dòng này không đã? Cái dòng này là dòng cô chế. Đó. Tại vì á, bạn không hiểu cái từ này thì bạn sẽ, tại vì ít là biến ngẫu nhiên, chỉ số bit, chỉ số lần thì mới thử, chứ không phải chỉ số lần xuất hiện của A. Bài này là chỉ số bit mà cho đến khi 4 lỗi thì dừng. Vậy có phải là mình phải có, đây là xác suất để có 10 bit, mà trong đó 10 bit được truyền mà mãi cho đến khi có 4 lỗi thì dừng không? Vậy thì người ta mới phân tích thành nè, là xác suất để có chính xác 3 lỗi xảy ra. 3 lỗi xảy ra trong 9 cái bit đầu tiên, và cái bit cuối cùng chắc chắn sẽ bị lỗi. Hiểu ý không? Nè, là xác suất để chính xác có 3 lỗi trong 9 lỗi đầu tiên nè. Đó, họ mới phân tích nè. Hiểu không các bạn? Hiểu ý không? Hiểu ý không? Thay vì là cái bit thứ nhất được truyền bị lỗi, cô không biết là trong cái, phải hiểu cái phân phối này nha, các bạn học là môn công nghệ thông tin phải hiểu cái môn xác suất nha, kỹ nha. Cô không biết cái hàng thứ nhất có bị lỗi hay không, hàng thứ hai có bị lỗi hay không, hàng thứ ba có bị lỗi hay không, hàng thứ bốn có bị lỗi hay không, hàng thứ năm có bị lỗi hay không, hàng thứ sáu có bị lỗi hay không, hàng thứ bảy có bị lỗi hay không, hàng thứ tám, hàng thứ chín, hàng thứ mười. Nhưng cô biết chắc chắn rằng là hàng thứ mười là phải bị lỗi để nó dừng, và là hàng thứ mười là hàng thứ tư. Còn trong 9 cái của cái ban đầu này nè, cô chắc chắn sẽ có 3 cái bị lỗi. Hiểu ý không mọi người? Dạ hiểu cô. Rồi, vậy thì cái cuối cùng ở vị trí thứ 10 bị lỗi thì xác suất lỗi của nó bằng bao nhiêu? Người ta cho bao nhiêu nè?
xác suất lỗi này là bằng nhiêu đây? 0.1. Ok. Rồi ai cho cô biết nè, xác suất để có 3 lỗi trong 9 lần thực hiện phép thử là phân phối gì đây? Cô cho điểm cộng. Phân phối nhị thức cô. Yes, xác suất để có 3 lỗi xuất hiện trong 9 lần thực hiện phép thử là phân phối nhị thức. Đây là phân phối nhị thức nè. À, phân phối nhị thức với cái N là bằng 9 nè, và cái xác suất của mình là 0.1 nè. Hiểu không? Vậy thì ngay chỗ này nè, mình ghi ra được là tính xác suất của cái ba biệt lỗi này nè. Xác suất của thằng này là bằng cái gì? Ai tính được cho cô có điểm cộng? Vừa mới học xong. Để có 3 lỗi trong 9 lỗi thì là cái gì? Vậy mình dùng công thức sensor phân phối nhị thức cho 9 cái đầu, còn một cái sau mình dùng công thức hình học được không? Yeah. Không, một cái sau chính là thằng bằng 0.1 rồi chứ không phải hình học nữa. Okay. 9 cái đầu là thằng nhị thức. Vậy xác suất để mà x phải bằng 3 là bằng bao nhiêu? Xác suất để có 3 lỗi trong 9 lần của phép thử. Giữ lại công thức nhị thức đi các bạn, phải nhớ C3 của C3 của mấy? Của 9. Của 9 nhân với mấy? Nhân với 0.1. Mũ mấy? Mũ 3. Nhân cho mấy? 0.9 mũ 6. 9 trừ 3 là 6. Ok không mọi người? Mọi người hiểu đến đây cho cô chưa đã? Comment đi mọi người. Lớp mình phải comment cho cô nha, cả lớp comment cô điểm danh 2 bạn, 3 bạn, 4 bạn, 5 bạn, 6 bạn, 7 bạn, 8 bạn. Cô cảm ơn Thái Hưng cực kỳ trung thực. Rồi các bạn đã hiểu đến đây rồi. Vậy thì nha, tại sao là nhị thức âm nè? Nhị thức âm có nghĩa là lấy cái số, tại sao nó có tên là nhị thức âm? Bởi vì nó lấy cái đi 10 lần, 10 cái thực hiện phép thử thì nó có 9 cái thằng là có phân phối nhị thức rồi. Nó bị gọi là nó bị ngược với thằng cái phân phối với nhị thức ban đầu thì nó gọi là âm đó các bạn. Đó, thì nó cái tên nó có như vậy á. Thì bây giờ á, người ta nói là các cái biến cố này độc lập với nhau nên cái xác suất để có x bằng 10 này nè, nó sẽ bằng cái xác suất để mà có 3 lỗi ban đầu, xác suất x bằng 10 lần thực hiện phép thử nè, thì nó sẽ bằng với là 9 lần đầu thực hiện phép thử thì có 3 lỗi thì nó sẽ bằng với là C3 của 9 nè, nhân với 0.1 mũ 3 nè, nhân với 0.9 mũ 6 nè. Và cái lần cuối cùng là bằng mấy đây mọi người? 0.1. Lần thứ 10 nó sẽ bằng 0.1. Với 1. 0.1. Vậy công thức tổng quát nó sẽ là C3 của 9 nhân với 0.1 mũ mấy? Mũ 4, nhân với 0.9 mũ 6. 6, ok. Vậy công thức tổng quát của cái thằng phân phối x, nó có phân phối nhị thức âm NRP. Thì khi mà xác suất của x nhận giá trị bằng k, thì nó sẽ bằng k này, nó sẽ chạy từ R cho đến vô cùng. Thì nó sẽ bằng, đố em biết C mấy mấy thay 3 với 9 nè. R đây bằng 4 nè. Vậy có phải là R trừ 1 không? Hiểu không? R đây bằng 4 mà ngay chỗ này bằng 3, có phải là R trừ 1 không? Được rồi. Còn ngay chỗ này số 9 có phải là đây là K không? Thì có phải là đây là K trừ 1 không? Ok không mọi người? Ok không vậy? Ok. Rồi nhân cho P. P đây mũ 4 có phải là mũ R đúng không? Còn 0.9 là 1 trừ B. Mũ bao nhiêu biết không? 6 này có được bằng cái gì? X trừ R. Gì K trừ R chứ. K trừ R. Rồi, hiểu cái công thức cô chứng minh ra được chưa các bạn? hiểu không? Comment giúp cô đây. Từ 1 đến... Hiểu không các bạn ơi? Ok.
Cảm ơn Phúc, không sao đâu, em về em coi lại cái video này nha. Video này cực kỳ quan trọng nha. Rồi, em sẽ hiểu bài, không có sao hết. Em coi lại video này rồi, giờ cô sẽ ghi lại. Một bạn nam đọc cho cô công thức này nha, xuống cô ghi lại nha. Tổ hợp chặt R, chặt R trừ 1. Có số y bằng gam. Thôi cô ghi này luôn đi. Nó sẽ bằng gì? Hồi nãy là bằng K là tổ hợp chặt gì? R trừ 1 đúng không? Của K trừ 1 nhân cho C gì? Sau đây C là có rồi. Nhân cho P mũ mấy? P mũ R nhớ không? Nhân cho 1 trừ B mũ mấy? Nhớ nha các bạn. Ok không mọi người? Cái này là nó ghi chỉnh hợp chập R của x trừ 1 các bạn. Cái B mũ R nhân B của mũ K. Đối với cô là cô ghi K á mọi người. Được không mọi người? Cái này chính là C. Cái này á là C của gì mọi người? Được không cả lớp? Ây cha, công thức của cô B mũ R nha. Thì cái này chính là cái thằng x lớn bằng x nè. Đây là hàm mát phân sinh nè. Mà hồi nãy cô ghi là chữ K thì em thay lại đây là chữ K thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Ổn không? Rồi, nhớ kỳ vọng này, thằng này là R lần của thằng hình học. Thì em nhớ là hồi nãy hình học là 1 phần B. Và em dịch giờ là R nó sẽ là bên này nó sẽ là R nhân 1 phần B. Còn hồi nãy phân khối hình học là 1 trừ B chia B bình. Thì bây giờ là nhân thì R lần thôi. Vậy thì thằng này kỳ vọng ở phương sai nó bằng R lần của thằng hình học. Vậy nên là R chia cho B. Còn đây là R nhân 1 trừ B chia cho B bình. Nó là bằng, nó sẽ là bằng R lần của thằng phân khối hình học. Cái lỗi á, cái lỗi xuất hiện á, R lần lên. Cả lớp hiểu ý cô không? Cho một ví dụ ha. Rồi mình nghĩ nha. Ổn không mọi người? Có tổng hỏi nhạc ma không? Cả lớp ổn không mọi người? Cả lớp học thì như vậy. Bạn ổn cô ơi. Đến giờ phút này mà bạn ổn là cô rất là để phục các em. Ừ, vậy thì cô hiểu một ví dụ này và nghĩ được không mọi người? Tại vì đang liên tục cái bài này á. Chứ cho nghỉ sớm thì nó kỳ lắm. Không phải kỳ gì nhưng mà đang liên tục cái mặt mình hiểu á thì mình làm bài luôn, ok không? Đó, mình không có. Này cô qua đây cô làm. Rồi đọc đề. Đây phân phối. Đây là ví dụ của phân phối
đọc đề đây các bạn ơi. Đây là cái ví dụ của phân phối Poisson, à phân phối nhị thức âm, ít các phân phối nhị thức âm là negative binomial. Đó. Chị một cái trang web có chứa ba cái gì đây? Đọc đây mọi người. Bạn đọc đề giúp cô ca. Để cô coi thử cái đề nó còn nha. Một trang web có chứa ba. Nó có chứa ba mặt ba cái server với nhau. Ờ, ok. Rồi, một cái gì đây? Một trang web có chứa ba cái server đúng không? Chỉ một cái được sử dụng để mà kích hoạt cái website đúng không? Còn hai cái khác để mà dự phòng đúng không cả lớp, trong trường hợp mà hệ thống bị lỗi. Cái ban đầu cái chính bị lỗi. Cái xác suất mà để thất bại á của cái máy tính chủ á, máy tính chính á là cái bất kỳ cái nào mà được của cái gì á? Xác suất mà bị lỗi là 0.05. Mình hiểu nôm na là xác suất lỗi là 0.05. Ok không mọi người? Hiểu thấy ok không? Vậy mình đã có B chưa? B nhỏ của mình bằng mấy? 0.05. Rồi, 0.05. 0.05. 5, ok. Giả sử rằng mỗi cái yêu cầu á là độc lập với nhau, trung bình cái số yêu cầu mãi cho đến khi thất bại á là có tất cả là 3. Cái này hiểu là sao mọi người? Này hiểu là sao? Ex bằng mấy? Trung bình thấy chữ min không? Min. Còn số yêu cầu này nó có phải là số yêu cầu gọi ít là số yêu cầu mãi cho đến khi ba có tất cả ba cái bị lỗi không? Vậy có phải là cái này là số yêu cầu, có phải là thực hiện là số lần thực hiện thử mãi cho đến khi có ba cái bị lỗi và enter vào máy? Ba. Vậy thằng này có phân phối gì nhị thức âm với các hai tham số là NB là NR là 3. NR với B là 3 với mấy đây? Ok không? Hiểu chỗ này không đã? Các bạn biết cô nhầm cô sai chỗ nào không? Đố các bạn biết. Ai phát hiện ra lỗi sai cô cho điểm cộng. Cái này nó hay lắm ạ. Hồi nãy các bạn, EX này có phải công thức của mình sẽ bằng gì? NR chia B không? Mà EX này người cho ta cho là bằng cái mà trung bình, giá trị trung bình. Giá trị trung bình nó cho là 3 hay là nó cho R bằng 3 ta? Để cô coi thử. Cái câu này nghĩa là sao mọi người? Câu này dịch thử sao mọi người?
Ai dịch câu đó giúp cô đi. Nó kêu tính à, dịch câu đó cho cô đi. Cái đề bài này kêu tính tính min cho đến khi hình như là ba server đều bị lỗi. Yes, vậy thì có phải đáp án của mình chính là thằng này không? Và NR của mình là 3 chia cho 0.05 chính là đáp án của mình, chấm hết bài đó. Bao nhiêu? Lớn. Đây là câu A nha. Giờ cô cho câu B. Câu B thì các bạn làm sao? Tại vì con này dễ quá. Số nó lớn quá vậy con, tới 6.000. Hiểu cái câu A này chưa? Hiểu câu A này chưa các bạn? Cái này ra công thức thôi mà. Rồi câu B. Ai làm được câu B này cô cho điểm cộng nè. Tính file tiền mà có tiền cái xác suất. Cô không biết phân lượng đúng lượng chính tả không? 2.007 request to until rồi ai đang được câu này cho cô trả điện thoại. Câu C về nhà làm. Bảy tính xác suất để khi mà có 7 request nhưng mà nó tới ba cái server sập luôn. Ba cái server bị như thế nào đây? Bị lỗi hết luôn. Nhưng mà nó chỉ có 7 request thôi. Thì cái này là ok. Đúng không? Ít cô là vậy đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Giống như bà hồi nãy đó, có 10 cái bit mà trong 10 bit đó nó sẽ có 4 bit lỗi thì dừng. Thì bây giờ nó sẽ có 7 cái request mà trong 7 cái request đó có 3 cái bị fail á. Y chang vậy thôi. Thì nó phải là y chang cái thằng này không? Khúc đầu nó y chang này không? Hiểu không? Đặc ít là cái số request mãi cho đến khi có 3 cái bị lỗi thì dừng. Thì có phải R đây bằng 3 không? Và ít đây có phân phối nhị thức âm với R bằng 3 và B bằng 0.05. Vậy yêu cầu các bạn mình tính xác suất gì? Có bao nhiêu cái request đó? Cả lớp hiểu ý không vậy? Ai cho cô biết mình đi tính xác suất gì? Xác tính theo cái công thức hồi nãy cô mới viết. Xác suất gì? Có phải là ở đây ít bằng 7 nè? 7. Ít bằng 7. Đúng rồi, ít bằng 7. Vậy thì bằng cái gì? Công thức các bạn lật lại công thức coi. Tổ hợp chụp 2 của 7. Nha. Tổ hợp chụp 2 của 7. Chụp N là 3 trừ 1 là 2. Cô ghi 3 trừ 1 đi. Rồi 7 trừ 1 ok không? Nhân với xác suất P của mình là 0.0005. Mũ máy. Mũ R là 3. Nhân với 1 trừ 0.0005. Ok không? Mũ 7 trừ 3. Cô ghi theo công thức đi. Đó. Rồi tính ra. Hiểu bài không mọi người? Ở lớp hiểu bài cái này không? Hiểu nhắn 1 không? Hiểu nhắn không? Nhắn không thì cô đau lòng đúng không nghe?
Không sao, cảm ơn Thiên. Rồi này nhà tự tính hen, tự tính đi. Rồi ai cho cô mà minimum là 7 thì tính xác suất cái gì? Bạn hay bạn này nghĩ nè. Minimum là 7 là sao các bạn? Đó hoàn toàn 7 rồi. À, nhỏ nhất là 7 thì có bằng không? Có. Yes, có bằng. Bằng 7. Vậy thì nó tính được tính bằng cách nào? Ai biết? Giá trị có thể nhận của cái thằng x này là bằng bao nhiêu mọi người? Hai chỗ này là x này là giá trị có thể nhận của x là như vậy. X nó nhận từ giá trị nào nhớ không? X là số request mà cho đến khi có 3 lỗi thì dừng, hay là có trong trong 7 cái request đó, à, trong cái số request đó có 3 request lỗi thì dừng, thì x của mình nó phải ít nhất là mấy? Ít nhất là 3, 4, 5 cho đến mấy? Vô cùng. Chính xác, mình phải hiểu được cái chỗ này các bạn rồi mình mới làm tính xác suất. Vậy lớn hơn 7 có phải từ 8 đến vô cùng không? Đồng ý không cả lớp? Lớn hơn 7 có phải là từ 8 đến vô cùng không? Vậy thì mình không tính được vô cùng là mình không tính được. Đó là do tại sao mình sử dụng biến cố đối ít nhỏ hơn 7. Mà ít nhỏ hơn 7 thì có mấy trường hợp mọi người? Có nhiều trường hợp. Nhiều là mấy? Đầu tiên là mấy? Một. Một. No, nó nhỏ nhất là mấy đây mọi người? Ba. Ba. Rồi cộng trừ cho xác suất của x bằng 4, trừ cho xác suất của x bằng 5, trừ cho xác suất của x bằng 6. Ok không mọi người? Mọi người tự ráp công thức vào được không? Chỗ này tự ráp công thức vào được không? Được không vậy? Được. Cái này cô ghi là tổng quát thử được không nha? Tổng quát còn không thì em tính rời rạc nha. Tổng quát thì các em lấy 1 nè, trừ cho tổng sigma của y nó sẽ bằng 3 cho đến 6 của c nè. C đây có phải là cái này của mình có phải là cái y không mọi người? Y chạy mà đúng không? Cái này có phải y không? Hiểu ý không ta? Y chạy từ 3 đến 6 đồng ý không mọi người? Cô đang ghi lại đây để các em bấm máy tính nhanh nhanh á, chứ làm như vậy là nó lâu. Vậy có phải đây là y trừ 1 không? Còn ở đây có phải là r trừ 1 không? Nhân cho 0,05. R là mấy luôn? 3. Nhân 0,005 mũ 3 luôn. Nhân cho 1 trừ 0,05005 mũ mấy luôn? 7 trừ mấy? Sorry, y trừ mấy? Y trừ 3. Rồi các bạn tính ra được cái đáp án mà bấm máy tính chóng nhanh là 0 trăm mấy đó là xong. Nhớ làm tròn 4 chữ số nha. 3 bên 4 chữ số sau số thập phân. Rồi cả lớp hiểu cái phân phối hình học, phân phối nhị thức âm chưa? Rồi cô cảm ơn Hoàng Minh, cô cảm ơn các bạn. Rồi vậy thì lớp mình có bao nhiêu người có điểm danh? Các bạn ơi. Lớp mình học online á, nên cô sẽ dạy thật là chậm. Các bạn tương tác với cô nhé.
chứ để cô một mình buồn lắm này. Các bạn ơi, cảm ơn Nam, cảm ơn Huy, cảm ơn bạn bạn Giang nha, lúc nào cũng tương tác với cô. Còn mấy bạn khác thì mình có thể nhắn tin đó, không có sao hết, để cô biết, để cô giảng, chứ không phải là 29 bạn. Hôm nay đi học mấy bạn vậy? 30 là tính không, vậy chắc chắc là bắn một bạn rồi. Bắn ai biết không mọi người? Tại cô vào hai máy mà. Quốc Bảo. Dạ có. Sớm. Một bạn suy nghĩ sớm đúng không? Vậy thôi, vậy cô điểm danh đủ cả lớp nha. Ok không? Rồi các bạn, cô sẽ gửi cái video này cho các bạn nha. Rồi các bạn ơi, bạn gì ơi, mình gửi video cho các bạn hôm trước cho các bạn không có tiếng cũng được, để các bạn xem lại được không? Phát hả Phát? Phải không Phát? Bạn gì đó mà tôi nhớ thu âm á. Gửi vào Zalo ha. Dạ. Rồi ok, các bạn về nhà làm bài kiểm tra đi nha. Có phân phối học gần xong rồi á. Giờ chỉ còn một phân phối siêu bổ thôi. Phân phối đó cũng ít gặp, nhưng mà cô sẽ giảng cho các bạn để các bạn hiểu tại sao nó là siêu bổ. À, nhị thức âm là biết rồi. Nó có trong 10 cái thì có 9 cái là phân phối nhị thức. À, rồi còn một cái cuối cùng là tính là lấy xác suất của nó. Thì mình hiểu nôm na nó là nhị thức âm. Còn một phân phối cuối cùng là phân phối siêu bổn. Hôm sau mình qua phân phối siêu bổn và mình qua luôn cái chương liên tục nha mọi người. Ok.